Chỗ Lão Mai của Phú Hưởng ấy thế nào? Báo giá đi bố ơi. 5,5 triệu em. 5,5 triệu. Đấy. Đấy, chốt gậy, cái gậy rất chuẩn nha. Cái gậy chốt rất chuẩn. Dáng của lấy cái chi của Trung đẹp thế. À, cũng được. Chả ai lấy thì mình lấy. Đây mấy triệu? Đây là mấy triệu? Tròn trục. Chả ai lấy mà chả ai quan tâm. Cũng đi qua. Quan tâm là nó cao. À, tôi nhưng mà nó là cục quý. Quý thì cao tí nữa cũng được. Không, nhưng mà nhiều người không ý đâu cơ. Phải không ý, cây anh chỉ mà. Cái cây đấy nó còn vùi ở dưới bao nhiêu nữa cơ. Bẻ dưới sữa. Còn đi được cái bẻ thôi, tay phần tay ba tay phải phải định ra này xem cái mà khó đấy ông xoay đấy. Lão nhưng mà rất điệu nhá. Lão rất điệu luôn. Lão này là vẫn còn thích các cháu lắm này. Đấy. khỏe lắm khỏe khoắn, dáng đẹp rất đẹp. Lão đẹp lão còng cả lưng rồi. Đấy, nghệ thuật đấy. Đây là của ông nào đây? Đấy, Mai. Đây, lão đấy, Mai đây. Đây, Mai đây. Mai này thì bao nhiêu tiền ông? 3,5 triệu. 3,5 triệu. May quá xe này, xe máy vẫn còn. Thì xe kia máy cũng vẫn còn. Đấy, con này. Con này thì bao nhiêu không? Xanh điền này. 4 triệu. 4 triệu. Con này thì bao nhiêu không? 3. Cũng điền đây. 3 triệu. Cũng điền này. Cũng điền. Rồi, đã xong cây của ông. Vâng. Đấy. Quay đi. Trước gặp ông đám cưới đây đúng không? Ờ, gặp ông đám cưới rồi. Đấy. Tùng đẹp thế này cơ mà. Vẫn 1 đồng ấy đúng không? Ờ. Bạn mua chị ạ. Đồ siêu bé, siêu mini này. Cây này là cây gì ấy nhỉ? À, sơn liễu à? Nhìn không ra à nhỉ? Đấy, ví dụ như cây như này thì bao tiền? 100 nghìn. Ô tô. Đấy, ngồi xuống cái là hỏng người luôn đấy. Đấy, còn những cây như này nhỏ này thì bao nhiêu ạ? 100 hết luôn. Quá. Rồi, cảm ơn bà chủ nhé. Chật quá, ngôi chỗ này chật quá. Nhớ là bằng cây này mà nó phải có ngọn nhá, không có ngọn nhá. Đấy, giao lưu thành công rồi chú. Rồi, anh mua một đôi như này. Cái sữa này của ai nhỉ? Chiếc của ông Bảo. Dạ? Uống bao lắm nàng bông người ta củ cái hoa sữa hay quá. Cái củ cái hoa sữa nhìn kì. Cây hoa sữa này hay quá. Và cây hoa sữa nhìn buồn cười quá. Rất hay nha.
xưa Hà Nội. Giá biết bao nhiêu tiền? 500. Được, mua được. Cây này chả biết bao nhiêu tiền. Điều 8 linh sam, lá gì? Ngồi xuống cái sợ xe nó làm phát. Đấy. Trái hay là bông rồi mới? Trái. Đấy. Bao tiền lắm. Đây chủ rưỡi. Trang trước rồi, chưa bán hết rồi không? Đây trang. Có mấy cây xanh kìa. À, vẫn còn trên xe kìa. Chung này chật quá, ngồi sợ nó tông một ít. Đây à, xanh. Bạn thuế đắt khách quá nhỉ. Bao tiền một cây đâu? Tùy theo. Ví dụ cây này thì bao nhiêu? À, cây này 4 triệu. À, 4 triệu. Không xin phép này. Khúc cả bà vợ ấy. Tất cả vợ. Khúc này thì sao? Chọn 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Hay nhỉ, sạch sẽ nhỉ. Còn sai mà. Chăm tốt thì nó không bị dẹp riết cái nhỉ. Cây không phải chăm, đây lười chăm. À, cây này lười chăm nó mới đẹp. Con sai thì phải lười, con chăm quá thì nó tốt lá. Không mà cái này phải phun liên tục nó mới không bị dẹp. Không bị giống như bị. Nếu mà giờ vẫn thì mua không phải cái kia. Nó giống hai loại. Để dặn về nó rắn. À đây à. Nó rắn, chứ không phải nó ngọt. Ngọt thì nó mới. Đấy. Xanh mới mai. Còn chiếc xe đây. Cái này thì bao nhiêu tiền đây bác? Cái 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, còn cây mai thì sao? Cây mai 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Đấy, bạn thuế hay quá. Trên đá thấm thủy rất sạch. Vâng, thấm thủy sạch. Đấy, làm xe này bán hay đấy. Tết mất chơi. Ok rồi. Được, đây được. Đấy, thịt chợ được có mỗi hôm nay ở đây lại sầm mất, giảm hết ra đây, đằng kia mất hết chỗ rồi. Lại vòng ấy. Hoa sữa này. Xem lại quả cây của si bạn Nhạn rồi si. Mà không được đúng không? Không được đúng không? Vào vườn có thấy cái gì không anh? Vào vườn quân mà. Có cây si đẹp quá, cây si mini mà nó không bán. Ngày xưa tôi mua đắt nhưng mà tôi không bán. Nên chụp lên ảnh có nhìn. À, cái này hôm bày ở bên Chú Phúc mà. À, nhiều ông hỏi vậy đấy. Ừ. Tay chuột, tay chuột, tay chuột. Chậu men dạng cũng đắt đấy. Cái chậu cũng đắt đấy. Mình vào hỏi toàn hàng người ta không bán, hiểu quá. Đấy, cái xe hai hôm trước mấy ông sờ rồi mà không bán. Đang chỉ chuẩn bị triển lãm à? Đâu, gỗ thôi. À, gỗ thôi. Chợ giờ bị đuổi rồi. Dành đất cho bày rồi. Hết rồi. Trường cái xe hay đấy. Trường á? Xe nhưng mà đang bảo 11. Đã đủ rồi đấy. Cũng đầm. Bê được, bê nhẹ nhàng mà. Em có tiền em lấy cái đấy nhưng mà làm giá cao quá. Cái đấy tầm 7-8 đồng để làm rồi. Đấy. Đấy là cái đấy được nhưng mà phải thích cơ. Cái của Trương là Cúc Hồng. Trước cũng bảo 8 triệu sao, nay em bảo 11 triệu. Ờ, theo ấy mỗi tiền ông tăng lên thì... Chắc hôm nay ông ấy vặn ông bảo chắc đẹp quá, ông ấy tăng ra đấy. Ông bảo cái cây này em chưa thấy bao giờ, nhưng mà bảo quay mấy lần rồi anh bảo chưa thấy bao giờ. Cái mẹ nhìn chuối nhỉ? Mẹ cột điện. Cái mẹ bao tiền? Mẹ này.
Đấy. Gứt. Cái me trực đẹp này. Chậu đấy là chậu nhựa à? Me nó già như này phải. Ba tiền. Đừng quay. Giao dịch đi. Ba tiền. Để anh làm chạy. Chở ra. Cổ anh cái me trực già như này. Mang về cơ quan chậu đấy nửa đi nhé. Anh đấy thì đưa em 300 toàn bán rẻ cho anh được 50 bán. Có cho gì rơi anh với đấy. Em thật với anh đấy. Một nửa anh. 300. Anh. Đấy, lên xe đấy. Bán cho anh như là vui 300 kia. 300 anh tiêu nó 50 nghìn làm cái gì anh em được 50 nghìn. Lấy để cho vui thôi. Mang cả cho vui thôi chứ. Ra, mang cả là, rồi, mang cả là vui không ngờ ông lại hại ra chết. Không. Thôi xong rồi. Ok vui thế là vui.